Xe máy chở ga bốc cháy trên đường, nhiều tài sản bị thiệt hại. Một người phụ nữ chạy xe máy chở nhiều bình ga mini trên đường, bất ngờ nhiều bình ga rơi xuống đường và bốc cháy dữ dội, kèm theo nhiều tiếng nổ. Trưa 17 tháng 11, Công an thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết đang điều tra vụ một người phụ nữ đang chạy xe máy chở nhiều bình ga mini trên đường, bất ngờ nhiều bình ga rơi xuống đường và bốc cháy dữ dội, kèm theo nhiều tiếng nổ. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9 giờ cùng ngày, một người phụ nữ khoảng 35 tuổi chạy xe máy chở theo nhiều bao ga mini đã qua sử dụng trên quốc lộ 50. Khi đến ngã ba giao nhau giữa quốc lộ 50 và quốc lộ 1 thì bất ngờ bốc cháy. Người dân cho biết, vào thời điểm trên, nhiều bình ga rơi xuống đất và bắt đầu phát nổ liên tục, lửa bùng phát dữ dội, người phụ nữ nhanh chóng rời xe và bỏ chạy. Ngọn lửa bao trùm cả xe và bùng lên dữ dội, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn, nhiều bình ga phát nổ, có những bình văng xa hơn 10 mét trên đường. Ngoài ra, những bình ga khác văng vào làm cháy hai xe máy đang dựng trước nhà và hai xe máy lạnh của hai hộ dân sống liền kề trên địa bàn phường 10, thành phố Mỹ Tho. Ngọn lửa cháy lan cũng làm hư hỏng nặng một số vật dụng trong nhà, nhiều mảnh vỡ bình ga văng khắp nơi. Do lửa cháy lớn kèm theo nhiều bình ga mini phát nổ rất nguy hiểm nên người dân không dám tới gần hiện trường để chữa cháy. Một số người dân sử dụng bình chữa cháy cây xăng gần đó để chữa cháy. Nhận được tin báo, lực lượng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Tiền Giang nhanh chóng xuống hiện trường để chữa cháy. Tại hiện trường, chiếc xe máy chở ga bị thiêu rụi hoàn toàn, ngọn lửa cháy lan sang một căn nhà và hai xe máy dựng trước cửa. Hiện nguyên nhân vụ việc cũng như thống kê thiệt hại đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.